Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp lại nhau trên kênh tin tức mới để cùng nhau cập nhật những tin tức thú vị nhất của trong ngày. Và trong ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nhé. Trương Hồ Phương Nga trải lòng về cuộc sống hiện tại sau vụ kiện đình đám 16 tỷ đồng với đại gia cao toàn Mỹ. Trương Hồ Phương Nga được tại ngoại sau 2 năm ngồi nhà giam vì vụ việc liên quan đến đại gia cao toàn Mỹ. Khép lại những ngày u tối sau cánh cửa trại giam, Trương Hồ Phương Nga tái hòa nhập cuộc sống, mỹ nhân họ Trương giờ đây khá thoải mái khi giao lưu với thế giới bên ngoài. Mới đây, cô đã có những chia sẻ về bản thân hiện tại cũng như những câu chuyện trong quá khứ trong một chương trình. Xuất hiện trong một game show, Trương Hồ Phương Nga đã thẳng thắn đối diện, trả lời những câu hỏi tin đồn liên quan đến mình. Người đẹp 8x đã có những chia sẻ về cuộc sống của bản thân, sau ồn ào tình ái liên quan đến vụ kiện 16 tỷ đồng với đại gia cao toàn Mỹ. Thời gian mới được tại ngoại, Phương Nga thường xuyên phải phối hợp thực hiện những cuộc điều tra từ phía công an và chính điều này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng vừa lý trí mạnh mẽ, cô tự nghĩ chỉ có một con đường duy nhất là từ từ tĩnh dưỡng, nuôi hy vọng giúp bản thân vực dậy được sau những sóng gió. Vì thế đến nay, cô cảm thấy cuộc sống của mình rất vui, thảnh thơi và đầy đủ. Phương Nga chia sẻ, suốt thời gian trong tù là 2 năm 3 tháng, và sau đó tôi không thể làm việc được. Trong thời gian đó, tôi đã suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân mình và cuộc sống xung quanh. Tôi kiệt quệ với sức khỏe, trí tuệ và cảm xúc. Tôi chỉ có một con đường duy nhất là từ từ tĩnh dưỡng, nuôi hy vọng để có thể đứng lên được. Nói về những tin đồn xung quanh mình, Phương Nga cho biết bản thân không muốn giải thích bởi cô cho rằng đó là những thông tin không đúng nên không cần thiết phải xác thực hay lên tiếng. Trương Hồ Phương Nga nói: "Tôi không đòi hỏi mọi người phải tin tất cả những gì tôi nói ra, tôi chỉ mong mọi người có thể đem nó lên bàn cân để xem xét." Khi được đề cập với vụ kiện tụng 16 tỷ đồng với đại gia Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga thừa nhận, đây là một sai lầm. Thứ nhất, tôi đã tin tưởng sai người. Thứ hai, tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng có thể dùng tiền để đoán định tấm lòng cũng như trách nhiệm của người đàn ông với mình. Trong khi đó, Tiền lại là thứ người ta hay dùng để lợi dụng nhau nhất. Riêng về mối quan hệ với mẹ, Phương Nga thừa nhận, những mâu thuẫn hiểu lầm với người thân luôn luôn là mất mát, nỗi đau rất lớn với tôi. Bởi vậy tôi luôn chọn cách bước lùi lại để giảm bớt những phức tạp, mâu thuẫn. Hiện tại tôi đang cố gắng hết sức để hạn chế thất nhất những hiểu lầm để những mâu thuẫn trong gia đình không khắc sâu thêm. Cũng tại cuộc trò chuyện này, người đẹp 8x lần đầu thừa nhận mình có sử dụng đến phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Hiện tại Phương Nga cho biết chưa có kế hoạch cụ thể cho việc quay trở lại showbiz bởi sau những ồn ào cô vẫn muốn bản thân bình tĩnh, từ từ vực dậy tất cả mọi thứ. Trương Hồ Phương Nga đã danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Tháng 3 năm 2015, cô và Thùy Dung vướng ồn ào lừa ông cao toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng bằng chiêu mua nhà giá rẻ. Trải qua thời gian dài điều tra xét xử, cơ quan điều tra quyết định đình chỉ bị can đối với hai cô gái. Sau khi được tự do, Phương Nga lựa chọn lối sống khép kín. Thi thoảng cô chia sẻ hình ảnh của mình. Người đẹp tâm sự, cô dành thời gian đọc sách, nấu ăn và tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Cô nói, tôi cũng theo dõi các sự kiện thời sự, các bài báo về showbiz, về các vấn đề xã hội trong và ngoài nước như trước đây. Nhưng giờ tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cho những điều mình đã bỏ lỡ những năm qua. Phương Nga vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với người bạn thân Thùy Dung. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và dành thời gian đi du lịch, đi chùa cùng nhau. Trên Facebook, người đẹp sinh năm 1987 khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái về Thùy Dung. Cô tâm sự, đối với mình, ngày quan trọng nhất trong năm chắc chắn là ngày sinh thần của Thùy Dung, người đã gắn bó với mình. Từ một người bạn trở thành người thân thương nhất, ruột thịt nhất, người duy nhất cho mình có niềm tin rằng cho dù cả thế giới này có quay lăng lại với mình, thì Dung vẫn ở cạnh. Thời gian gần đây, người hâm mộ thấy thần thái của phương Nga trở nên dạng dỡ hẳn lên. Người đề tâm sự, điều khiến cô hạnh phúc là được mọi người động viên để hòa nhập trở lại. Về tài chính, chân dài sinh năm 1987 tiết lộ cô còn có một số tiền từ trước và được bạn bè giúp đỡ nên không gặp khó khăn. Giữa tháng 4 năm 2019, Phương Nga tiếp tục xuất hiện với vai trò Vedette trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đức Vinci. Nhiều khán giả hào hứng cổ vũ cô trở lại với nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Trương Hồ Phương Nga thừa nhận sự nghiệp của mình từ sau khi ra tù không có nhiều khởi sắc. Không phải như những lời đồn đoán, người đẹp từng vướng kiện tụng vẫn chưa nhận được lời mời đóng phim hay tham gia các dự án nghệ thuật chính thức nào tính đến thời điểm được nhà thiết kế Đức Vinci mời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ tin tức mới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.